Hello, chào tất cả các bạn nha. Mình 2 3 ngày trước mình có nhận được một cái gói hàng ở trên Lazada nè các bạn. Cái này là cái phao đó các bạn. Nó ghi là van phao cơ thông minh thế hệ mới chống tràn tự động tặng lưới lọc. Thì mình mua cái này là hai cái, bộ này hai cái 87.400 đồng. Người gửi thì Kim Khí Minh Khôi ở ngoài quận Hà Đông, ngoài Hà Nội lận. Ngoài Hà Nội thì chuyển hàng vào rồi, trong đây thì tầm khoảng 5 6 ngày mình mới nhận được nha. Còn hàng mình mua thí dụ ở Sài Gòn thì tầm khoảng 2 đến 3 ngày là nhận được rồi. Rồi để mình khui ra cho các bạn xem nha. Đây hai cái bộ van nó như thế này nè các bạn. Cái này thì nó mắc hơn là cái ở bên trong của nó đó, nó có cái răng dặn của nó bằng kim loại các bạn, bằng hình như là bằng thau á. Van này thì cái đầu răng của nó là răng 21 nha. Là thứ mấy cái đường nước ở trong hộ gia đình mình xài á. Ở đây nó có ghi nè các bạn, thành phần là nhựa ABS. Công dụng là van phao nhựa tự động ngắt khi mực nước dâng tới vạch giới hạn. Định mức làm việc áp mức tối thiểu là 0,3 kg, tối đa 10 kg. Kích thước là hai đầu răng 21 ly. Ở đây xuất xứ là ở Việt Nam nha. Cái đợt trước mình mua đó các bạn thì nó xuất xứ của Trung Quốc. Đợt này bộ Việt Nam mình làm được rồi cho nên mình mua nó cũng dễ hơn. Đợt trước mình mua cái đồ của Trung Quốc đó các bạn, xài cũng khoảng năm mấy nay rồi, rồi nó bị hư. Thì giờ mình mới mua cái loại này thay thế nha, tại mình thấy nó nhỏ gọn với lại nó cũng rẻ nữa. Chứ xài những cái loại phao mà thứ mà cái trái nổi mà nó đỏ đỏ đó các bạn. Loại to mấy loại đó mình thấy nó hơi vướng víu rồi, chứ các bạn để vào nó, để vào cái thùng nó cũng, mình cũng thấy nó chiếm chỗ các bạn. Cái loại này thì nó gọn hơn. Trong đây nó có một cái tờ giấy để hướng dẫn sử dụng lắp ráp nè. Và đây là cái phao của nó nè các bạn, một bên đầu vô, một bên đầu ra nha. Ở trong đây nó có một cái phao nổi tương tự như cái phao, nó giống giống như cái phao của bình xăng con của xe Honda mình vậy đó. Thì khi nào nước nó tràn lên đó các bạn, nó tràn vô lỗ này nè, thì nó sẽ đẩy cái cục phao này lên. Nó đẩy lên thì nó sẽ bích bích lại, nó không cho nước qua. Nguyên lý của nó thì cũng đơn giản lắm. Các bạn xài những cái loại này nó gọn hơn nè, nó có 3 mấy ngàn à. Mà xài thì mình thấy cũng nói chung cũng lâu hơn lắm. Cái loại kia ở trên nóc nhà mình xài á, mình để cái bồn nước ở trên nóc nhà để xài máy nước nóng năng lượng mặt trời á các bạn, nó hơi bị gỉ á. Tại vì nhiều khi ban đêm á, ban đêm cái nguồn nước máy của mình á, người ta những cái hộ dân nó xài thành ra nước nó lên mạnh quá đó, cái nó có hiện tượng nó rỉ á các bạn, rỉ nó nhỏ giọt á. Thì giờ mình sẽ mua cái này mình thay thế nó nha, rồi mình lấy cái bộ kia mình đem xuống xuống dưới những cái bồn nước ở dưới á thì mình xài vậy nó tiện hơn nha. Nói chung nó gịnh gịnh thì nó nhỏ giọt thì nó hơi khó chịu á các bạn, nhiều khi nó cái bồn mình nó hơi tràn á. Đây nó có cho kèm hai cái con này, mình có xài gì mình xài nha. Đây gắn vô về cho nước nó ấy xuống nè. Nó mình gắn gì cho nước nó đừng có bắn đi ra xa, nó bắn xuống nè. Rồi để mình mở luôn cái hộp bên đây. Cái này cũng của Việt Nam sản xuất luôn nè. Cơ sở sản xuất Ngọc Diệp ở Bắc Ninh. Nghe nói tới Bắc Ninh cái sợ rồi. Dịch ở ngoài đó các bạn, dịch ở bùng phát á. Mấy ngày hôm qua mình có đem mấy cái hộp này ra mình phơi nắng á. Sợ mấy virus nó chui vô đây á. Cái hộp này ở bên nhà sản xuất như người ta có test sẵn cho mình, nó còn ướt ở bên trong. Đây cũng có một cái tờ giấy hướng dẫn nè. Hai cái van này thì nó 87.000, thì cái này nó hơi mắc hơn một chút xíu nha. Nó có cho mình một cái miếng lưới này để mà chặn rác đây nè. Lưới bằng inox. Cái này là nước vô ở trên nè các bạn, để vô như vậy nè rồi các bạn dặn nha. Cái loại này của Việt Nam này làm mình thấy nó không có sắc sảo bằng cái đợt đầu mình mua của bên Trung Quốc á. Loại này nhìn cái nhựa nó không có tốt á các bạn, dạng như nó hơi mỏng, còn loại này tốt nè. Loại này mình thấy nó bóng bẩy mà nó dày dặn nè. Còn cái loại này làm như là hình như là muốn nhìn thấy ở bên trong á, dạng cái nhựa của nó đây các bạn thấy không, nó mỏng á. Còn cái này nhựa dày nè, với nó làm đầu răng dặn bằng thau á. Các bạn thấy không, thọt ra vô đâu mình đâu có thấy ở bên trong đâu. Nhà mà mấy cái bồn nước á, các bạn gắn cái cục này vô nó tiện lắm, mình khỏi cần phải mất công mình canh tắt mở gì chân á. Khi nào mình muốn tắm thì vô thì nó có nguyên một cái thùng nước đầy để mình tắm ha. Còn nhiều khi vô các bạn mở qua anh ra rồi tống qua lại nó mất công lắm.
dài thời gian thì thí dụ khoảng hơn 5 năm 2 năm gì đó, thí dụ nó có bị xì bị gịnh gì đó thì các bạn tháo cái này ra nè, các bạn có thể vệ sinh được. Nhiều khi cái cặn của nó dướng á, nó dướng rồi nó không có, nó che nó bít lại á, nó không có kín nước á, thì các bạn có thể tháo hàng ốc này ra nha. Nói chung mình vệ sinh nó cũng không có khó. Đây nè các bạn, nhà mình cũng có xài cái loại phao nước này nữa nè, nhưng mà có điều á thì nó hay bị dướng lắm. Khi nào mà mình xài hết nước á thì cái cục này nó sẽ chìm xuống gì nè, nó nằm gì nè, cái tới lúc nước nó ra thì cái này nó không, cái cục phao này nó không chịu bật lên, thành ra nó hay bị dướng và mình cũng bức ức lắm. Sẵn đây mình thay cái loại này vô mình xài luôn nha. Loại này thì mình cũng đã có xài thử rồi, khi nào mà nước nó ở đây nè các bạn, nước nó dằn lên á, nó dằn lên tới đây nè, nó ngập chút xíu à, ngập chút xíu thì nó sẽ ngừng lại nha. Nhưng mà loại này mình tí xíu nữa mình sẽ đem lên trên nóc nhà, mình thay trên cái bồn nước rồi để trên nóc nhà. Đây là các bạn, mình đang ở trên nóc nhà để mình chuẩn bị mình thay cái phao nước nha. Giờ này nó mát trời cho nên mình leo nha, chứ bình thường mà leo lên nóc nhà mà giấc trưa nó nắng dữ lắm chịu không nổi. Cái qua nước của mình này nè các bạn, cái phao nước này nè mình cũng xài cũng khoảng 1 năm mấy rồi nè, thì nó bây giờ nó có cái hiện tượng là khi này khi mà buổi giấc khuya đó các bạn, nước lúc đó là ít người ta ít có xài, thành ra nước nó mạnh quá đó, thì nó có cái hiện tượng là nó giống như nó không có kính đó các bạn, nước máy nó đẩy lên mạnh quá đó thì nó bị xì, nó xì thì thành ra bây giờ nó cũng xì chút đỉnh nè các bạn chứ cũng không đến nổi. Thì bây giờ mình sẵn đây mình mua cái hộp mới rồi mình thay nó luôn nha, rồi cái cũ này thì mình sẽ đem xuống dưới á, mình xài ở dưới cho nó dễ nha. Đây thì mình cũng mua hai kiểu nè, mình cũng xài kiểu nào cũng được hết á, các bạn thấy không, nước ở đây mình cũng kỹ lắm nè các bạn. Cái này mình xài cái máy năng lượng mặt trời nè, nhưng mà ở phía dưới đáy bồn đó các bạn cũng thấy đó, mình có làm cái đồ để lượt chặn gác chặn bụi đầu lại đó, thì thành ra khi mà nước nó chảy xuống với cái máy nước nóng thì nó cũng đỡ dơ nha. Rồi chút xíu nữa mình sẽ thay cái qua này vô nè. Đây mình sẽ thay cái loại này nha, giống nó cho dễ nha. Rồi nè các bạn ơi, nãy giờ mình gắn vô xong rồi nè, gắn cái phao này xong rồi nè. Thì sau khi gắn rồi thì đây các bạn thấy ha, tại vì mực nước trong cái bồn mình nó cũng đang cao cho nên nãy nó mới chảy vô xíu các bạn. Giờ mình nhóng lên thử nè nha. Các bạn thấy không? À, bạn thấy không? Nó kín nước rồi đó. Này mình dở nhẹ lên thử cái nước chảy ra nè. Rồi. Vậy là cái van này gì là ổn rồi nha các bạn. Nó không có gịnh nước xuống nữa đó.